Ngày 21 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thìn, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại Đức Thích Tâm Điều, chư tăng chùa Hoằng Pháp có thời pháp thoại gửi đến đại chúng. Đức bổn sư của chúng ta là một con người có vĩ đại không ạ? Dạ, xin thưa rằng với quý vị, Ngài rất là vĩ đại. Ngài đã phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp để tu tập mới thành Phật, đúng không ạ? Nếu muốn thành Phật thì gì ạ? Thì phải có công hạnh và trí tuệ, đúng không ạ? Qua chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại chúng hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Ngài. Đức Phật thị hiện, khai sáng chân lý, mang đến quyền bình đẳng cho nhân loại và cả thảy chúng sanh, xóa bỏ giai cấp bất công, từ bỏ địa vị vương quyền, vợ đẹp con ngoan. Thái tử Tất Đạt Đa chỉ rõ cho chúng sanh thấy đỉnh cao của sự hưởng thụ thế gian, không bằng con đường giác ngộ và sự giải thoát. Nhân đây, Đại Đức nhắc lại về sự kiện Đức Phật đản sanh và ý nghĩa lễ tắm Phật. Qua biểu tượng đản sanh và bảy bước hoa sen, Đức Phật muốn lan tỏa đến nhân loại nhiều thông điệp, họa hay phúc, hạnh phúc hay khổ đau, siêu hay đọa là do tự thân mỗi người quyết định, không có ông thần, ông thánh hay đấng siêu nhiên nào ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Do đó, mỗi người cố gắng nỗ lực chuyển hóa thân tâm để vì Phật trong tâm chúng ta được đản sanh mọi lúc mọi nơi. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ. Mừng vui hạnh phúc Phật ra đời, tu hành chiến tranh đầy lùi.